và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới phía tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới nhất hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tin nóng hàng ngày. Bỗng chốc nổi tiếng, bà Tân Vlog không chỉ có sân vườn rộng mà còn sở hữu ngôi nhà 3 tầng khang trang. Trở thành YouTuber ở tuổi 58, song bà Tân Vlog lại chứng tỏ sức hút không phải dạng vừa đâu của mình sau khi lập nhiều kỷ lục trong nước lẫn thế giới. Cũng chính sự nổi tiếng này đã khiến cho bà Tân trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội thời gian qua. Tất cả những câu chuyện của bà đều được dư luận chú ý, đặc biệt là vấn đề đời tư. Con trai của bà Tân từng chia sẻ với truyền thông rằng từ khi bố mất do bệnh ung thư khiến cho mẹ mình rất buồn nhưng vẫn cố gắng lao động để các con yên tâm. Người phụ nữ 58 tuổi với thân hình bé nhỏ nhiều năm qua vẫn một mình nuôi hai con trai khôn lớn. Trước khi trở thành một YouTuber, bà Tân vốn chỉ làm những công việc đồng áng hàng ngày như là trồng lúa, khoai, lạc, cắt rau, nuôi lợn, chăm gà. Những lúc nông nhàn, bà còn tranh thủ đi phụ hồ. Ngôi nhà 3 tầng hiện tại của bà Tân được xây dựng năm 2009 từ tiền tiết kiệm của cả ba mẹ con. Không chỉ khang trang mà bà Tân cùng với các con còn sắm sửa nội thất trong nhà rất tiện nghi ngăn nắp. Không ít người tò mò về mức thu nhập của bà Tân sau khi nổi tiếng. Nhiều người cho rằng bà Tân cùng con trai kiếm được thu nhập khủng từ những video nhảm nhí nhạt nhẽo. Nhưng theo chia sẻ của con trai bà Tân, mục đích đến với YouTube của mẹ mình là vì anh không muốn mẹ lớn tuổi rồi nhưng vẫn phải vất vả làm việc đồng áng. Thay vào đó, anh muốn mẹ có được niềm vui tuổi già khi vừa được quay quần bên con cháu vừa thực hiện được đam mê nấu ăn của mình. Con trai của bà Tân trải lòng, em tin là mẹ con em làm những điều tử tế, chân thành thì sẽ được nhiều người đồng cảm và đón nhận. Và dù ngoài kia có bao nhiêu lời chỉ trích, chê bai, sự chân thành của bà Tân vẫn chạm đến trái tim của mọi người. Hàng ngày, căn nhà của bà vẫn đón chào những vị khách nườm nượp đến để nghe bà kể chuyện và nấu ăn cùng bà. Có lẽ với bà Tân, đây mới chính là tài sản lớn nhất trong cuộc đời mình. Sự yêu quý, ủng hộ của mọi người là động lực để cho người phụ nữ nhỏ bé này tiếp tục những video mới, tiếp tục nấu nướng và cho ra những món ăn siêu to khổng lồ. Bà Tân Vlog trở thành hiện tượng mạng xã hội, truyền cảm hứng để thổi lên trào lưu ông bà già Vlog. Nhưng hiện tượng thì chỉ có thời. Điều mà giúp bà Tân níu chân được khán giả và chiếm trọn tình yêu từ cộng đồng mạng chính là sự tử tế và chân thành. Có lẽ YouTuber 58 tuổi này rõ hơn ai hết, sự yêu quý khán giả mới chính là gia tài khủng nhất của mình. Thật hư việc bà Tân Vlog sử dụng muôi mút cắm heo để làm các món siêu to khổng lồ. Một vài cư dân mạng đã nhận ra chiếc muôi to bà Tân Vlog dùng làm món ăn quay video giống hệt với chiếc muôi bà múc cám cho heo ăn từ hình dáng tới vết lõm. Cách đây không lâu, bà Tân Vlog đã bỗng trở thành hiện tượng mạng xã hội với những video làm đồ ăn siêu cay khổng lồ. Trang YouTube mà bà Tân có lượt theo dõi tăng nhanh đến nỗi, bà lọt vào top 3 YouTuber nút vàng nhanh nhất thế giới và ghi tên mình vào kỷ lục Guinness. Bà cũng được rất nhiều người yêu thích vì làm ra những món ăn to, ngon mắt và có tính cách thân thiện gần gũi. Thế nhưng mới đây, một số cư dân mạng đã vô tình phát hiện ra sự trùng hợp về dụng cụ nấu ăn mà bà Tân sử dụng trong các video với dụng cụ bà dùng để múc cám heo. Hình ảnh so sánh hai dụng cụ này đã được đăng tải khắp các mạng xã hội. Theo hình ảnh được đăng trên mạng, một người phụ nữ mặc áo kẻ caro được cho là bà Tân Vlog dùng một chiếc muôi siêu to khổng lồ để múc cám lợn. Bên dưới là hình ảnh so sánh ngoại hình và chiếc muôi của bà Tân trong video làm trà sữa siêu to. Cũng trong chiếc áo đó, dáng người đó và đặc biệt hơn, trên chiếc muôi khổng lồ có một dấu vết nhận dạng đặc biệt là vết lõm trên muôi. Hình ảnh so sánh này sau khi được đăng tải đã thu hút hơn 10.000 lượt like, hàng ngàn bình luận đến từ cư dân mạng. Bức ảnh đã tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng bà Tân làm như vậy thì rất mất vệ sinh. Tuy nhiên cũng có nhiều người bên Phật cho rằng chắc chắn người phụ nữ múc cám heo bên trên đã là bà Tân. Mà có là bà Tân đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là những clip làm đồ ăn cho vui, chứ không hề buôn bán với lại chiếc muôi rửa sạch rồi là được. Tiết lộ danh tính, người chống lưng cho bà Tân Vlog trở nên nổi tiếng. Nguyễn Văn Hưng, Hưng Vlog là con trai cả của bà Tân. Chính những clip chôn mẹ cùng kinh nghiệm làm YouTube của anh đã tạo ra tiền đề rất lớn cho kênh bà Tân Vlog sau này. Trước những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, anh mong mọi người không dùng những lời lẽ khó nghe để nói về mẹ của anh. Từ một người nông dân chân quê, bà Tân bỗng vụt sáng trở thành top 3 hiện tượng YouTuber đưa subscribe đăng ký nhanh nhất thế giới. Có những ca sĩ, diễn viên, streamer phải mất nhiều năm mới có thể chạm tới con số 1 triệu subscribe. Riêng bà Tân chỉ cần 20 ngày. Bí quyết tạo nên thương hiệu bà Tân Vlog nằm ở chất lượng giọng địa phương mộc mạc, ngô nghê,
những món ăn siêu toa khổng lồ đối nghịch với cân nặng 32kg, chiều cao 1m1 của bà. Cách bà nói chuyện cũng đủ chân thành khiến đối phương có thiện cảm, bật cười khanh khách suốt ngày. Bà Tân năm nay gần 60, nổi bánh chưng, có hai người con trai, chồng bà đã mất vì bệnh hiểm nghèo. Bà có 3 sào ruộng, 1 con lợn và mấy khóm ngô. Ba mẹ con chắt chiu làm lụng nên vừa cất được ngôi nhà 2 tầng. Từ ngày biết tới thằng cháu YouTube, cuộc đời bà Tân bước sang trang mới và đằng sau những clip triệu view của bà, không ai khác chính là thằng con trai điển trai Hưng Vlog. Hưng Vlog tên thật là Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1992, được biết đến là một YouTuber đình đám với lượng đăng ký kênh tính đến thời điểm hiện tại 1.200.000, thua kênh của bà Tân Vlog 100.000 subscribe. 2 năm trở lại đây, Hưng bắt đầu làm YouTube. Thời gian đầu, anh vừa làm game, vừa làm việc công ty. Sau đó anh tách ra và chú trọng phát triển kênh YouTube riêng của mình. Kênh YouTube của Hưng được tạo từ tháng 2 năm 2017, phải mất 2 năm để nhận được chiếc nút vàng danh giá. Mình bỏ công ty vì mình thích tự do, thời gian không bị gò bó như trước. Những ngày đầu làm YouTube đương nhiên cực kỳ nản, người xem hầu như không có. Nhưng nói chung vẫn cứ là đam mê, mình cố gắng mong kiếm được đền đáp xứng đáng. Những clip của Hưng Vlog phần lớn kể về cuộc sống thường nhật tại vùng thôn quê, những màn chôn mẹ, chôn người yêu khiến người xem dở khóc dở cười. Tuy được thực hiện một cách đơn giản nhưng những sản phẩm của Hưng đều đạt thành tích khủng trên YouTube. Một phần nhờ vẻ ngoài điển trai, khiếu hài hước của anh, mặt khác tiếng cười mà Hưng đem lại được khán giả đánh giá là chất lượng. Phải kể đến clip như chủ tịch bán rau muống bị người yêu cũ sỉ nhục và cái kết 5,7 triệu view, đòi lấy vợ hơn mẹ 1 tuổi xem phản ứng của mẹ thế nào 2,6 triệu view. Chủ tịch đi ăn bún đậu mắm tôm quên mang tiền và cái kết 2,2 triệu view. Trong 2 năm qua, Hưng xem YouTube là công việc, một đam mê thay vì công cụ kiếm tiền. Mình đã phải phấn đấu rất nhiều để có được thành tích như ngày hôm nay, dù biết là bấp bênh nhưng mình vẫn quyết tâm đi theo nó đến cùng, Hưng chia sẻ. Chính những clip chôn mẹ cùng kinh nghiệm 2 năm làm YouTube của Hưng đã tạo ra tiền đề lớn cho kênh bà Tân Vlog sau này. Anh được dân mạng cho rằng là người đứng sau góp phần đưa bà Tân Vlog trở thành hiện tượng mạng xã hội trong thời gian qua, chạm đến những con số trong mơ đối với bất kỳ YouTuber nào. Hưng đã ngỏ ý lập một kênh YouTube riêng cho mẹ để giúp bà có thể kiếm sống bằng chính đam mê nấu nướng thay vì vất vả làm đồng, xách vữa thuê. Và thế là chúng ta được chứng kiến một bà Tân nông dân vừa lên thành bà Tân Vlog chỉ trọn vẹn sau 3 tuần. Lúc đầu, mình chỉ làm mấy clip hài hước giải trí nhằm mục đích trêu mẹ. Nhưng thấy mẹ già rồi, làm ruộng vất vả nên mình mới nghĩ ra ý tưởng rủ mẹ thử làm YouTube riêng. Nếu phát triển được kênh, ít nhất cũng đỡ hơn là đi xách vữa cho người ta. Từ đó những đĩa thức ăn siêu cay siêu to khổng lồ trừ danh của bà Tân ra đời. Những clip này gần như không có gì quá cao siêu. Nếu có là kích thước khổng lồ của những món ăn mà mỗi lần vào bếp, bà đều phải cúi người khệ nệ bưng bề. Có lẽ chính vì sự giản dị gần gũi không cần diễn quá nhiều của bà chính là luồng gió mới làm vlog hiện giờ. Và bản thân Hưng không ngờ chỉ sau một lời ngỏ ý với mẹ đã cho ra đời kênh YouTube thuộc hạng đua sắp nhanh nhất thế giới, đánh dấu sự trỗi dậy của thế hệ U50, U60 làm YouTube thành công ngoài sức tưởng tượng. Ngoài việc quay và dựng các clip cho mẹ, Hưng Vlog chính là người nghĩ ra ý tưởng, đồng thời anh cũng xuất hiện trong các clip vai trò là quần chúng chuyên ăn, những món ăn khổng lồ bà nấu. Từ lúc mẹ làm khổng lồ, mình ăn suốt ngày, Hưng hài hước nói. Để sản xuất mỗi clip siêu cay khổng lồ, cả mẹ và Hưng mất gần nửa ngày từ chuẩn bị nguyên liệu tới chế biến, quay phim. Nhiều lúc thực hiện món ăn không được thành công hay bà Tân diễn không được tự nhiên, đều buộc phải quay lại từ đầu. Hầu hết chi phí hai mẹ con Hưng bỏ ra đều là tiền cá nhân. Trước đây mình cũng từng thực hiện những clip khổng lồ nhưng rất ít người xem. Mình thử gợi ý mẹ làm, không ngờ được nhiều người ủng hộ như thế. Có nhiều bạn nói do mình kéo mạnh quá nên kênh của mẹ mới phát triển nhanh khủng khiếp. Nhưng thực sự mình hỗ trợ là một phần và còn lại nhờ vào nét duyên dáng của mẹ là chính. Nhiều người đồn đoán có thể mỗi tháng kênh bà Tân kiếm được những 12.000 đô la Mỹ, hơn cả đủ để bù lại khoản tiền đầu tư ban đầu. Nhưng Hưng đính chính hiện giờ kênh bà Tân Vlog chưa được bật chức năng kiếm tiền và mục đích anh lập kênh riêng cho mẹ chỉ đơn thuần là để bà được vui, được làm những điều mình thích. Mình đọc một số bài viết bảo mẹ mình kiếm được rất nhiều tiền nhưng thực tế kênh mẹ mình chưa được bật chức năng này và mẹ con mình chưa kiếm được đồng nào từ YouTube. Mình chỉ hy vọng sau này mẹ có thể kiếm được thêm chút thu nhập từ những clip nấu ăn. Một khi đã làm YouTube, bất cứ ai cũng phải chịu luồng bình luận hai chiều từ dư luận. Một số người cho rằng Hưng đang lợi dụng hình ảnh của mẹ để kiếm tiền, số khác chê bai nội dung nhảm nhí, vô bổ, không phù hợp với tiêu chuẩn của YouTube. Bản thân Hưng đã đọc tất cả các bình luận của cư dân mạng, tích cực lẫn tiêu cực, nhưng thay vì nhìn vào sự đánh giá của cộng đồng mạng, anh nhận ra thay đổi rõ rệt ở mẹ mình. Từ ngày có kênh YouTube riêng và được thỏa chí đam mê nấu ăn bất tận, bà Tân vui hơn trước rất nhiều. Ngày nào cũng có khách tới nhà chơi, xin chụp ảnh.
Anh để mẹ vui trong niềm vui đơn giản mỗi ngày của mình là được đi chợ nấu những món ăn yêu thích, đón nhận sự hưởng ứng của các fan khổng lồ, siêu cay của bà. Lời đầu mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh của mẹ mình. Khi đọc được những bình luận chê bai mình cũng buồn, như là nội dung không thể tránh khỏi lời khen chê. Mình vẫn luôn đọc những ý kiến tiêu cực để rút kinh nghiệm, phấn đấu tạo ra nội dung hay và ý nghĩa. Mình rất sợ một ai đó nói xấu mẹ, người ta bảo mình lợi dụng hình ảnh của mẹ, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ vậy. Mẹ mình mà, mình chỉ mong làm clip để bà đỡ vất vả đồng áng, có nhiều thời gian với con cháu. Còn bản thân mình thấy sở trường nấu ăn của mẹ, đó là một loại đam mê, chẳng ảnh hưởng tới ai mà cũng không hoàn toàn là thứ gì nhảm nhí như các bạn nghĩ. Dự định sắp tới, Hưng cùng mẹ mang đĩa thức ăn khổng lồ tới tay những người nghèo khổ, có hoàn cảnh khó khăn, cùng chia sẻ niềm vui với họ để kênh YouTube của mẹ có ý nghĩa hơn. Mình mong các bạn sẽ không dùng lời lẽ khó nghe để nói về mẹ mình, dẫu sao bà cũng lớn tuổi. Bạn nào yêu quý có thể tiếp tục đợi những clip tiếp theo của mẹ, còn không thay vì chế ảnh, chế clip, hãy xin ấn nút ngừng theo dõi. Cuộc sống không cho chúng ta quyền lựa chọn, 5 người 10 ý. Đương nhiên một mình hay thậm chí là cả 10 bà Tân cũng không thể làm vừa lòng tất cả. Dù sao thì câu chuyện bà lão nông dân U60 cùng cái đầu thiên tài của người con cả vẫn luôn có thể là niềm cảm hứng cho tất cả những ai có nhu cầu. Thực tế là chưa bao giờ quá muộn để bắt đầu một thử thách mới. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.